Hello mọi người, đây là em Winnie. Em Winnie xin chào cô chú. Vlog này là vlog của con nha. Vlog đầu tay nha. Vlog đầu tay của con. Sáng ngày hôm nay con đang ở biển. Con đang ở biển nhưng con được chưa được đi ra biển. Biển? Đây là biển. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, con đã được đi máy bay 2 lần rồi. Cả 2 lần con đều đến Phú Quốc. Ngày hôm nay, citrus tay của con sẽ là giả dạng làm kangaroo con. Bé kangaroo mà. Vui quá. Đi chơi. Rồi, bây giờ con sẽ đi ăn sáng nha. Sáng? Ăn trưa nha. Sáng là ăn sáng giờ rồi. Cất giùm con. Tài sản của con đó. Rồi. Rồi buông ngay rồi, giỏi quá. Cái hành quân cho dẫn. Hồi xưa là đi thì chỉ có 2 vợ chồng thôi. Em một cái túi thời trang. Còn bây giờ đi là không có túi. Thay vào đó. Trời ơi, tóc con kìa. Ủa kìa. A few moments later. Thích không?
quá. Thank you.